thương mở thương phục tuyết ngày lại thương mở thương phục con thỉnh tám quả thiên thanh hồi đồng chắc chắn đàn gì để nhất thiết tiền con thỉnh đời để nhất thiết tiền thành phần công xuống văn cát tôn cung đất phủ dày văn cát tôn quê nơi hướng xạ nhiệt pháp giới mong văn chư Phật hải hờ tất xa văn thì sư thức thường văn thành nhí hiệu văn chư Phật niệm toàn thân sanh loạn thánh giá hồi cung đề nhị thánh thi con thỉnh mời đề nhị nguyên xưa sáng ngời trong đời sùng sùng các thương hình dòng xin tan hải ngàn lũ nhiệt linh hương ra sinh từ bầu lượng vũ hương hòa hồi đắc thanh hương chi tâm kim tương nhất chu biến thập phương sơn loan thánh giá thoải quốc đồng đình người con vua đề tam đấu thoại sáng sinh thánh mẫu đệ tam cung thịnh đời thánh mẫu đệ tam sinh vân long đức dự biên đạo thoại Phật pháp cứu khổ chân kinh nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô loan thánh giá hồi có lệnh truyền dài đức thánh ông người có lệnh truyền dài các khoan thủy bộ thực là nghiêm trang đáo phạm nam thành quân ngũ binh đáo phạm đi nam thành đánh đông đi về đi bắc bắc tung cửa tiếu ý cửa đoài bên đông cửa tiếu ý cửa đoài cửa then đi cửa suốt xa ngoài thì mạnh long long bắc bắc thời an việt an phong tả sưng mỹ dung truyền ra thánh công có lệnh truyền ra quan quân thủy bộ cũng là chư dinh vô bình bình đáo phạm nam thành thiên cảnh bầu trời bồng lai thiên cảnh bầu trời gió nam thoáng hòa hướng bay ngạt ngào trên thiên đình đồng bay lắm vẻ dưới Việt Nam địa thế oanh linh cấp dài đội lên thiên đình đội lệnh thiên đình không sai đội lệnh thiên đình có ông đức thánh phù đời vẻ vang vốn xưa tích ở Lam Ba tích ở Lam Ba vốn xưa tích ở Lam Ba ở huyện Mỹ Lộc nghi thức làm đề tam chí anh hùng ra tay phủ quốc phất mình gọn cờ cho đám liền trai Việt Nam của thế mấy sai
trần thế biết tay ra, trần thế biết tay cứ lên đông tử cứu thầy nhân gian cứu cho đâu đây được ai. Đôi má thu phình phép ông sai, đôi má thu phình cổ lên tay thượng đi xuyên lình ra huy mô sập thảo dân dân đi tham lửa cháo dầu sôi đời sẵn điều mà đức đức ông có lệnh truyền ra. Đôi má thu phình phép ông ra, đôi má thu phình cổ lên lái thuộc đi xuyên lình ra vai bộ sập thảo dân dân đi tham lửa cháo dầu sôi đời sẵn điều mà đức đức ông có lệnh truyền ra. Tay ấn quyết đi ra uy dấu mắt thần phù ra cứu độ dân toàn vương sai lục bộ đáo là trần thế biết tay ra, trần thế biết tay nhục lên đông tử cứu thầy nhân gian cứu cho đâu đấy để làm dẹp loài ta quỷ pháp nhan nhiều về đường bay cưỡi gió đi về, cưỡi gió đi về đường bay cưỡi gió đi về khi chơi kiếp bạc đi khi về trần thương ngọn cờ sai trần năm năm phương. Tiếng cảnh bầu trời bồng lái, tiếng cảnh bầu trời gió nam thoang thỏa hương mây ngạt ngào trên thiên đình đồng mây nắng vẻ dưới Việt Nam địa thế hoành linh khắp dài đôi đành tin đinh. Trần thế biết tay phen này, trần thế biết tay ngự lên đồng tử trần gian cứu cho đâu đấy khỏi vong. Đôi má thu phình phép ông xa, đôi má thu phình cổ lên đai thượng đi xuyên lình xa uy vô sắc đạo dần dần đi than lửa cháo dầu sôi đời sẵn điều mà thắng ấn quyết đi ra uy dấu mắt thần phù ra cứu độ dân an tâm sai lục bộ đáo đà. Chóc tà tình đi lưới bổ nghề thay thương quân ta ký chúa chảy mau mau này oan xa ông bày cho giải kết điểm kia ông giảng cho tan tiếp người nhiều mỗi giây hoan. Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ đều là chư sinh ngũ binh đáo phạm tam thành, đáo phạm nam thành quân ngũ binh đi đáo phạm nam thành thành đông xẹt bắc bắc đi tung tung hoành mò nơi đông thời cửa tiếu cửa đoài cửa tiếu cửa đoài bên đông cửa tiếu cửa đoài cửa then cửa suốt đi ra ngoài bạch long bắc thời an việt an phong Việt An Phong bắc thời An Việt An Phong tà sông hữu dũng đi đông đông kéo đi quân kéo đi đường đường chính chính cơ đội nào nghiêm chỉnh sức sau quân thuyền quân bộ đua nhau. Đôi má thu phình phép ông sai, đôi má thu phình cổ lên đai thượng đi xuyên lệnh ra uy bồ dập đảo dần dần đi than lửa cháo dầu sôi đời sẵn yêu mà gây ân quyết đi xa uy dấu mạng thật phù ra lớn cứu độ dân dân an. Thank you.
pháp kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng dường kim cổng hoàng thân cận thánh chư tiên trung vương lần lần chung sinh phố ngã kim định nhận xong ngang thấp cờ diệu quang minh chiếu từ trung sinh cố ngã kim đỉnh lễ dòng nhàn thập kỳ diệu khai quang ngài chứng điện dung chứng ma chứng đàn ngài về chứng ma chứng đàn áp đáo bản tề ngài áp phủ đầu nhân chứng rằng dung mạnh như thần trần thế biết tay ra uy trần thế biết tay cự lên đông tử cứu phải nhân gian kính cho đâu đấy được an đâu đấy được an cứu cho đâu đấy được an xem loài ta quái phàm nhãn như bể nước bay khắp gió đi về cưới gió đi về nước mây cưới gió đi về khi chơi kiếp bà kinh kỳ về trần thương ngọn cờ sai trấn năm năm thương song đang gặp kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng dường kim cổng hoàng thần cả bàn thánh chư tiên trung vương lần lần chung sinh phố ngã kim định lệ song đang gặp cờ diệu quang minh chiếu từ trung kết nghiệp kia ông sáng cho tan kiếp người nhiều người lỗi dây oan nghiệp ngày đi nghiệp bới cắt xong oán kia oán kết bao đời
đệ tử Đình An đều cho đệ tử Đình An đi dẹp loài tà quỷ phạm nhan hiểu bề đường bầy thách do đi về. Dốc tà tình nghi lưới bổ nghề thay cùng tà ký sớ chảy mau mau này quan xa ông bày cho giải kết nghiệp kia ông giải cho tan kiếp người nhiều lỗi dây oan thiệt tu ngày đi nghiệp bới các sông quán kia kết cục bao đời. Giải kết thôi không khổ đời sau tàn này ông đi xa lệnh mau mau oan tan áo báo cường phụng phép tài làm loạn nhân sinh phép vương công chỉ tội ra hình ân đức thánh kinh ông ban đầy phép độ dân ta gây dựng sông tỏi phu thê cầm sắt không còn cầm sắt không còn phu thê cầm sắt không còn đi xin ông sẽ được vuông tròn nghe chưa rồi dấu sinh thay lại phải vía dạ thề đêm đi khóc thét con mình rồi thì trẻ em héo mòn. Sinh ngã lại tam thai dưỡng ngã lại tam thai hồ ngã lại nhất an tam hồn định nhị an thất phách định tam an thân thể tráng nhị vị đắc tràng sinh cấp 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 như luân luân lệnh đệ tử Bình An cuồng phu đệ tử Bình An ở nhà phu quý phúc lai hạt chỉ bốn mùa xuân hạ thu đông. Đất 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 đ
sen hồng đua nở cơn gió thành thành thót bốn phương bay kia rồng vàng nam bang kỳ tú khí đằng đằng sang sân đồ thân thánh giá hồi cung đời chân thì mở mang nam hải cung kính mời ông đức thánh đệ ra ba chư tùy bao phen tinh giáp mã chư tùy vâng chiếu thiên nhang đức độc đệ tam minh vâng chiếu thiên nhang bao phen lừng lẫy chiến công phong đại vương ông lớn an tâm thần chức đi lại mang cầu yến sức xa bàn hiếu đạo chu toàn nghĩ rằng hiếu đạo uy chu toàn nào ngờ mắt phải tiếng hoàng dạ bảy cấp ơi có bảy phúc trực để trời sai vang vọng sáng soi tình kể cùng ai mỗi năm đi tình kể cùng ai là dàn đem xuống hiện tại cho ca bỗng nhất dài thuyền mang ra bể ông thủy thần thiết kế cũng hay đời trần tình thương lớn mở vang như nam hải ngài dòng giỏi kim chi ma bi kỳ bảo ven giáp mã binh bi kỳ thì mời được thay nhớ để ta có thao lượng ông lớn hùng oai quán cổ văn kinh luận đi khí độ sơn thanh giá hồi cung
Ngọc Diệp danh danh cô đề nhất kim sẽ ra hồi cùng quyết chí phân tòng vương cô đôi quyết chí phụng tòng xa loan sáng đầu đầu vương cô cứu dân thơm ngát một nhà bông huệ lạc thơm ngát đi một nhà ra hồi cùng cửa suốt tờ bờ sông xa ngoài cửa suốt đang tờ bờ tuyệt thoi cô bé lá cờ vương phong đôi mắt phượng đi sáng ngời ánh nước đi vầng sáng cao dựng đổ xe ra hồi cùng là bờ hướng đông ngôi đền thờ cậu bé là bờ hướng đông vô sai cầu trấn ở ngoài đông một nước một trời mênh mang một nước buồn trời tiền dòng cậu bé sẽ ra hồi cùng tam vị chúa mường con sông văn tam vị chúa mường thỉnh chúa bà đệ nhất tây thiên đinh đi trần lề tục truyền đinh đi trần lề sắc phong thượng đẳng hiểu đề tối đinh tam đảo địa linh trên tây thiên đi tam đảo địa linh đi bạch bạc xuống sơ đoàn thành giá hồi đề đi nguyên hồ dân văn tiên chùa bói quyền hồ bắc sang hết thế là đời quê nhà ca kết mà vào hỏi thăm ca kết mà vào đền thờ chùa bói đường vào đồng đứng đôi bên đông đông mà dần phương búa dắp hai hàng chờ chúa tiếng suối dịu cành kia tiếng suối dịu dàng lỡ thơ liễu ủ hô hai hàng ngành tre ở trên cây cao đàn chim nó bay lầy dưới chân đèo xuôi cây cô cành vẫn nghe như gió rụt mấy thank you.
sóng ghi thân luôn nhiều khi sầu khổ. Gặp xưa nay kim hồ bấy ai chắc rằng tiên đủ trên trời vì duyên hãy đổ xuống nơi hồng trần. Thank you.
nắng ngân nắng ai vun dòng sơn sang tính chất nguyệt hay bằng bằng chúc bằng bằng xa bằng xe bằng tư tư bận kém toàn xa
đường bài lộc sinh đi địa lý hay thuyết lý mộng mị thủy phong ý đồ đen trắng trong ý lộc lộc tài xuống lại bàn xa bốn phương hội họp đi đã tháng ngày bàn cho tiền tốn lúa dày bông cờ lộc cho lắm từ đây cho càng nhiều bàn cho phải nhập sáng yên bông cờ lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa đã trầu xem bói qua cầu tiền đầy hùng chắp chú sơn màu xanh ngam chúa bà người đó mà lòng lòng nghĩ thương xót biết bao mẹ chân phàm u nhớ xưa thái tổ triều lê ý một người con gái thôn quê thường ngày những đã phải đã nhật tâm sống ngấm tầm mồ côi cha lẫn mẹ gặp được thầy quỷ gốc tiên sinh một đời học phép cứu dân ý một đời học phép cứu dân tiên sinh quỷ gốc đặt tên chúa Nguyệt Hồ thành ra hồi cung cao mãi quê nhà Lâm Thao cao mãi quê nhà anh linh chắc chắn chúa bà để quyền anh cai quản sơn trang các chốn là nơi đệ nhất tôn quan con thỉnh mời quan lớn đệ nhất tôn quan lại lần chắc sáng hồi loan được hướng một chuyện đi chín lần mình soi thâu giải tất lòng phải tâu linh thông thì bời để nhất nhất tôi đâu 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 lại lâm mi chứng phàm điện chung oai hùng tục nùng chi thần lộc lộc chỉ thần thần thông quyền cái tam giới uy phong y uy hùng loan sái lên sầu thương thiên
loan xa lên nơi trầu. Cấm ban đi sắc chỉ câu câu nấu hầu thì xa uy. Tiên vào làm đệ tử cung tiên tứ phủ ban phép phi quân quân binh độ trì đệ tử con đi thành kính tông quỳ làm tôi bốn phủ ước tu đạo hiền nhân san thục mệnh tu tiên. Thank you.
Trần thế biết tay phen này, Trần thế biết tay ngự đến đồng tử cứu dây trần gian cứu cho đâu đấy khỏi gan. Đâu đấy khỏi an cứu cho đâu đấy khỏi oan, dẹp loài tà quỷ pháp nhan tiểu về đường bay cưỡi gió đi về.
sốt lòng sai cầm quyền thay chúa hóa phép bầu tối tu ảnh linh lệnh truyền thủy tổ chư linh xin tề đai giáp tứ dạng việt nhân gian mái thuyền lan đi đổi dòng xích bích đua quân xèo du lịch tứ phương. Trần thế biết tay huy ra, trần thế biết tay ngự lên đồng tử cứu thầy nhân gian cứu cho đâu đấy được an. Đâu đấy khỏi hoang cứu cho đâu đấy khỏi hoang dẹp hết ta quỷ âm phong nhiều bề tung mây coi cho đi về. Đôi má thu phình phép ông, đôi má thu phình chính tề đai sáp bí xiên lình ra uy vô dập gạo. Chân dân đi than lửa chảo dầu sôi, đời sẵn yêu ma tôn quan có lệnh truyền xa. Có lệnh truyền xa tôn quan, có lệnh truyền xa các quan thị bộ cùng là chư sinh quân Ngô Minh đi đáo phạm Nam Thành. Đáo phạm Nam Thành quân Ngô Minh đi đáo phạm Nam Thành đánh đông dẹp bắc đi tung hoành mọi nơi bên đông từ đếu cửa đoài. Hàng tấu đối điện đình tam phủ chức võ thần lý quy củ bốn phương gia uy chấp chính kỷ cương. Cầm cân đẩy bực bực ký sửa sang việc đời trốn long dài. Cầm quyền thay chúa hóa phép màu tối tu anh linh lệnh truyền thoại độ chư sinh. Trần thế biết tay phen này, trần thế biết tay ngự lên đồng tử dày trần gian cứu cho đâu đấy khỏi oan. Thoái bộ chư dinh lệnh quan truyền đi, thoái bộ chư dinh cố lên đai thường đi xiên linh ra uy vô dập thảo. Chân dân đi than lửa chảo dầu sôi, đời sẵn yêu ma tôn quan có lệnh truyền ra. Tay ấn quyết đi xa uy xấu mắt thần phù gia cứu độ dân lan quân sai lực bộ đáo đàn. Chóc tà tinh tinh lưới bổ ghê thay thu quân tà khí chớ chảy mau mau này oan gia. Ông bày cho giải kết kiếp kia, ông giảng cho tan kiếp nhiều nỗi dây oan. Thank you.
Thắp một tuần nhang lòng thành, thắp một tuần nhang tấu về phải phù. Các ban các tòa tiên đình chôn lấy diêm la, chôn lấy diêm la tiên đình chôn lấy diêm la tấu về phải phù. Vua cha động đình vốn dòng là dưới thoại cung, khai quang phong nhan thập kỳ diệu, quang tuyệt chứng đan duyên, ngã tích tăng cúng vàng kim phục hoàn thân thần thánh chúa thiên trung vương. Lần lần chúng sinh phố ngã kim đỉnh đề song nhan thập cờ diệu, quang minh chiếu từ chúng. Chứng ma chứng đàn ngài về, chứng ma chứng đàn áp đáo bản tiền ngài áp phủ đồng nhân chứng rằng là sức mạnh như thần. Thiên nhân thông phi ngài nhục nhân, ngài phi thông pháp nhân, suy quán tục tuệ nhân, trực viên thông thần nhân, như thiên nhật chiếu dưới thủy hoạt động, viên linh pháp rơi nơi vô số bất hàm dung. Ban xuyên lý cho đồng vinh hoa giữ rằng phúc đẳng hà sa, phúc cũng đẳng hà sa giữ rằng phúc đẳng hà sa, dân an quốc thái sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tôi trên thuận lòng rời dưới thuận lòng sân bụi đồng ba phủ kiếm quân. Kho lộc tài ông lớn về mở kho lộc tài, bán ngân bán xuyên nâng cho đồng vinh hoa chữ rằng phúc đẳng hà sa.
bờ phủ trình đồng đàn duyên bờ phủ trình đồng nghi lập đàn bờ phủ trình đồng tiếng cắn sớ hồng đệ tử dâng lên bốc nước bể đông gáo thần bốc nước bể đông mang về bờ phủ sạch công lầu lầu nước này lấy ở sông sâu
lấy ở sông sâu nước tiên, lấy ở sông sâu tắm cho chim phía mát lòng đồng tân, tắm cho để đổi thanh tân. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân thắm ngần hoa cỏ bốn mùa tốt tươi rồng cây đức sơn lâm đầy độc độ cho đồng bội gốc sai hoa. Sông cây đức kinh sơn lâm lưu lộc đổ cho đồng nguồn gốc sai hoa màu xanh xanh bãi bao la. Lấy ở sông Ngân nước tiên, lấy ở sông Ngân đi tắm cho thật vía mát lòng đồng tân, tắm cho để đủ thanh thanh tân tân. Chân long dài cầm quyền thay chúa
Xin tạ từ tiên Chúa Thánh Bờ.